chào các anh đã quay trở lại với kênh YouTube của Ambe. Hôm nay em làm video giới thiệu tới các anh một mẫu bật lửa khò xì gà một tia. Và có thể nói là đây là một mẫu bật lửa có rất là nhiều chức năng tiện lợi, tiện ích khác nhau các anh ạ. Và chiếc bật lửa này đến từ thương hiệu là Lubiski. Như các anh có thể nhìn thấy thì chiếc bật lửa này thì có hai lớp vỏ. Thì lớp vỏ ngoài là bảo vệ cũng rất là sang trọng và rất là chắc chắn. Và đều có in tên thương hiệu Lubiski xì gà rất là đẹp, rất là nổi đúng không ạ? Và đặc biệt hơn thì ở chiếc bật lửa này thì nó được thiết kế theo kiểu dạng rất là sang trọng, rất là thanh lịch. Thì các anh cũng hoàn toàn có thể là mình làm một món quà tặng vô cùng độc đáo, vô cùng ý nghĩa để dành tặng bạn bè, người thân, đồng nghiệp canh nhé. Và đầu tiên thì ở bên trong của sản phẩm thì bao gồm có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng của hãng Lubiski, bao gồm về các dao cắt bật lửa và phụ kiện xì gà canh nhé. Và đây chính là chiếc bật lửa mà em muốn giới thiệu tới các anh. Về chiếc bật lửa khò xì gà này thì nó có mã hàng là EZA10021 các anh nhé. Và mã hàng thì em có để bên trên góc trái của màn hình. Các anh nào mình đặt hàng thì vui lòng đọc đúng mã sản phẩm giúp em theo các anh nhé. Như các anh có thể nhìn thấy đây thì thiết kế của nó thì ra kiểu dáng là cầm tay được mà để bàn cũng rất là ok luôn, bởi vì là đế mặt phẳng của nó là mặt phẳng nên là khi các anh mình để trên mặt phẳng trên mặt bàn thì cũng rất là ok, rất là thẳng đứng và rất là chắc chắn các anh ạ. Và cơ chế hoạt động của chiếc bật lửa khò Lubiski EZA10021 này thì cũng rất là dễ dàng thôi. Các anh chỉ việc bật nắp lên và mình nhấn vào cái nút này, đây là cái nút để mình khò lửa lên, rất là đơn giản dễ dàng thôi. Đây, các anh có thể nhìn thấy tia lửa khò xanh đúng không ạ? Thì các anh để tiện nhất thì các anh hãy đặt bật chế độ Full HD lên để mình có thể xem chi tiết từng góc cạnh về sản phẩm bật lửa này nhá. Về thiết kế thì nó có các kiểu vân vân như thế này để giúp các anh cầm vào thì nó sẽ rất chắc chắn hơn, nó không lo bị trơn, và khi mình có ra mồ hôi tay thì cũng không lo bị trơn đúng không các anh ạ? Về nhìn thật qua thì ở chiếc bật lửa này thì có kích trước là khoảng hơn 10 cm và đường kính của nó là khoảng 2 cm thôi. Và cái một chiếc bật lửa này thì nó cũng tương tự với một điếu xì gà. Các anh cũng hoàn toàn có thể là mình để trong bao đựng hay là mình để trong hộp đựng xì gà cũng rất là ok luôn đấy ạ. Với chiếc bật lửa khò một tia EZA10021 này thì gồm có 3 màu sắc như các anh có thể nhìn thấy đây. Thì màu xanh, màu vàng và màu xám canh nhé. Màu nào cũng rất là đẹp, cũng rất là sang thì các anh hãy lựa chọn ngay cho mình một chiếc bật lửa phù hợp với màu sắc cũng như là phù hợp với phong thủy của mình canh nhé. Và với chiếc bật lửa này thì nó tương thích cũng như là kích cỡ của nó cũng giống hệt như một điếu xì gà của anh. Thì các anh cũng hoàn toàn có thể là mình bỏ vào trong bao da đựng xì gà này. Ví dụ như là đây thì em có để đây một chiếc bao da đựng xì gà của La Folie, rất là nhẹ luôn các anh ạ. Cực kỳ là nhẹ luôn và sức chứa của nó là 3 điếu các anh nhá. Và em sẽ thử bỏ chiếc bật lửa này vào trong này thì anh có thể nhìn thấy đây. Thì nó rất là vừa vặn. Mình cũng rất là hoàn toàn có thể là mình để trong này để mình có thể dễ dàng mang đi mọi lúc mọi nơi các anh nhá. Rất là tiện lợi đúng không các anh? Một bên mình để xì gà, một bên mình để bật lửa, rất là ok luôn đấy ạ. Có rất là dễ dàng luôn. Và lúc mình cần bật lửa thì mình chỉ việc tháo ra, rất là dễ dàng luôn các anh nhá. Về chiếc bật lửa này thì gồm có 3 màu sắc như thế, thì các anh nào mình thích sản phẩm nào thì có thể là đặt hàng ngay bên em nhé. Và dưới cổng đáy và dưới đáy của chiếc bật lửa đây thì gồm có cổng bơm ga cũng như là nút cái nút vặn ga to nhỏ thì cũng rất là dễ dàng thôi, thì em sẽ test thử cho anh nhé. Ở đây thì mình chỉ việc xoáy ra như này hoặc xoáy về bên tay trái thì là mình để cho ngọn lửa nó nhỏ đi, còn xoáy bên tay phải thì là dấu cộng, tức là mình để cho ngọn lửa to lên các anh nhé. Rất là dễ dàng sử dụng và rất là tiện lợi luôn đấy ạ. Và ngoài ra thì với chiếc bật lửa này còn có thêm cả cái ô quan sát ga. Đó, rất là tiện lợi cho các anh khi nào mà các anh mình thấy sắp hết ga thì cũng tiện hơn để mình có thể bơm ga vào đúng không ạ? Rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Ngoài ra thì với chiếc bật lửa này thì còn được thiết kế thẳng đứng luôn, tức là các anh có thể là mình để trên mặt phẳng rất là ok luôn đấy ạ. Đây thì em sẽ thử cho anh nhìn thấy, bởi vì là với thiết kế của chiếc bật lửa này nó không chỉ dừng lại ở các chức năng đó mà nó còn để giúp cho các anh có thể là giống như kiểu là mình làm kệ đỡ luôn nhá. Bởi vì ngay trên mặt nắp đây thì các anh có thể nhìn thấy kỹ hơn, thì nó được thiết kế theo kiểu dáng rằng là mình là làm kệ xì gà các anh nhá. Các anh chỉ việc để thẳng đứng như này và mình đặt đĩa xì gà của mình trên này, rất là ok, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thương hiệu Lubiski rất là nổi tiếng rồi, rất là chất lượng, các sản phẩm đều rất là ok, rất là tuyệt vời các anh nhá. Và với sản phẩm bật lửa xì gà Lubiski EZA 20010 này thì nó rất là tuyệt vời, rất là
đặc biệt là đối với những anh là mình chuyên hút xì gà đúng không ạ? Và các anh là mình có kết sản phẩm này thì để tiết kiệm thời gian nhất cho mình, các anh hãy gọi điện tới các số điện thoại đang hiển thị trên màn hình kênh nhé. Và các anh là mình có thắc mắc hay là có vấn đề gì về sản phẩm cần tư vấn thêm thì mình hãy để lại ý kiến cũng như là để lại dưới phần bình luận của video nhé. Và xin cảm ơn các anh đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh trong những video lần sau.